nó phóng mình sợ quá, mình bảo cái này thì chết rồi, con này tai nạn rồi, mà con này tai nạn là chết chứ không sống nổi vì nó sợ. Đang đi xe trên đường, em gái bị cướp túi xách rồi ngã gãy chân. Đang đi xe máy tại chân cầu vượt An Khánh, Hà Nội, em gái bất ngờ bị các đối tượng áp sát rồi giật chiếc túi xách. Có lẽ vì chiếc túi đang được đeo trên người, nên khi bị cướp đã kéo cả người lao theo, khiến em bị ngã xe. Theo chia sẻ từ những người chứng kiến tại đó, thì em đã bị gãy chân và đang chờ xe cấp cứu đến. Cứ gọi cứu thương chứ, anh ấy đang gọi mà. Ôi giời ơi, nó phóng mình sợ quá, mình bảo cái này thì chết rồi, con này tai nạn rồi, mà con này tai nạn là chết thì không sống nổi vì nó sợ. Nó vừa hét, nó vừa đi, nó đi quá nhanh rồi. Chị đừng động vào mấy cái đấy. Gọi công an chưa anh? Chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột khiến em gái hoang mang, chưa hiểu chuyện gì. Dù chân bị gãy nhưng em vẫn mạnh mẽ kiềm nén nỗi đau, thương em quá. Đây cũng là lời cảnh báo cho nhiều người khi đi ra đường, nếu ai có túi xách thì để trong cốp xe. Đi đường không xem điện thoại hay cầm các đồ vật có giá trị theo người như dây chuyền, lắc tay, tránh tạo cơ hội cho những đối tượng xấu manh động, nhẹ thì mất đồ, nặng thì gây nguy cơ nguy hiểm cho bản thân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.